Thưa quý vị, thưa các bạn, cách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 12 hải lý là xã đảo Nhân Châu, có diện tích tự nhiên 352 ha. Nhiều thắng cảnh đẹp lại gần đất liền nên có tiềm lực phát triển du lịch lớn. Thế nhưng đời sống nhân dân trên đảo vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính được xác định là do xã đảo chưa có điện lưới quốc gia, phải chạy máy phát điện 12 tiếng mỗi ngày. Người dân đã trông chờ nguồn điện lưới quốc gia từ nhiều năm qua. Đến nay, điều ước đó dần trở thành hiện thực khi dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhân Châu đã hoàn thiện và đóng điện vào tháng 9 năm 2020. Đảo Nhân Châu hay còn gọi là đảo Cù Lao Xanh là xã đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế biển của tỉnh Bình Định. Hiện xã đảo Nhân Châu có khoảng 600 hộ gia đình với hơn 2.500 nhân khẩu sinh sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản. Trước đây, trạm phát điện xã Nhân Châu có 3 máy phát điện chạy bằng dầu diesel. Một máy đời cũ đã hỏng từ lâu, một máy phải tạm dừng để bảo dưỡng. Chỉ có một máy còn chạy được với công suất 180 kV-ampe. Không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày một tăng của người dân, nên máy thường xuyên bị quá tải, tự động ngắt, khiến cả đảo mất điện. Đến nay, dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhân Châu hoàn thành. Những chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra nữa. Xã đảo Nhân Châu là một cái xã ở đảo là xa đất liền, nên về kinh tế, về các cái mọi mặt điều kiện văn hóa và về xã hậu, về điện đài là rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ là được sự quan tâm của đảng và của nhà nước là quan tâm kéo điện lưới cấp ngầm ra đảo Nhân Châu là một cái điều nhân dân là rất là vui mừng. Điện mà vào đảo á, cái nhất là em sẽ xây dựng một hồ hải sản sống để em bán hải sản sống cho những du khách qua đảo có thể ở lại và chiêm ngưỡng hải sản sống của biển. Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được thực hiện theo hình thức ODA do EU tài trợ không hoàn lại với mục tiêu cấp điện ổn định liên tục từ lưới điện quốc gia trên xã đảo Nhân Châu. Quan hệ đối tác giữa Việt Nam với EU ngày càng bền chặt và mạnh mẽ lên từng ngày. Đặc biệt, sự hợp tác giữa EU với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng 3 năm qua là rất tốt. Như Nhân Châu cũng là dự án nằm trong chương trình hỗ trợ điện nông thôn của Bộ Công Thương và EU. Cá nhân chúng tôi thấy, dự án này sẽ mang lại hiệu quả tích cực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nghề cá ở địa phương. Chúng tôi mong muốn dự án này sẽ cấp điện an toàn và bền vững cho đảo, giúp người dân trên đảo nâng cao đời sống. Kéo cái điện cấp ngầm cho xã đảo Nhân Châu nhằm mục đích là phục vụ cho cái vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, làm cho đời sống của người dân nó mang cái tính chất là phong phú, phát triển theo cái sự phát triển chung của cả nước. Thì phải nói rằng đây là một cái giấc mơ mà ngàn đời của nhân dân chúng tôi. Dự án được hoàn thành là một dấu ấn quan trọng đối với xã đảo Nhân Châu. Từ bây giờ, xã đảo đã được cung cấp một nguồn điện ổn định, đầy đủ, chất lượng cao, sẵn sàng phục vụ cho tất cả nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân và các cơ quan, tổ chức trên đảo. Có thể thấy rằng, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước từ những năm 1980 đến nay, chương trình Điện khí hóa Nông thôn Việt Nam được triển khai thực hiện đã đóng góp những kết quả quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trong sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Chính phủ, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu cấp điện cho đảo Bạch Long Vĩ thì bằng cái lưới điện năng lượng tái tạo và điện diesel tại chỗ. Và còn một số đảo ở tỉnh Kiên Giang, ví dụ như là Nam Du, Thổ Chu và một số đảo khác thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu để cấp điện cho những cái xã đảo này. Và đây là những cái xã đảo cuối cùng của đất nước chúng ta sẽ được cấp điện bằng cái lưới điện của Tập đoàn Lực Việt Nam. Có điện, các gia đình tự trang bị cho mình những tiện nghi cần thiết như TV, tủ lạnh, máy giặt. Nhờ có điện, đời sống người dân trên huyện đảo đổi thay từng ngày. Các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh và đặc biệt là ngành chế biến hải sản, một thế mạnh của người dân trên đảo. Điện về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân hải đảo, phát triển du lịch. Phương án cấp điện cho các đảo bằng cáp ngầm đã được các bộ ngành và ngành điện tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, cho thấy lợi thế hơn hẳn so với các phương án khác như xây nhà máy nhiệt điện, điện gió hay là năng lượng mặt trời. Cả về tính ổn định, bền vững và chi phí vận hành. Khi đi vào vận hành, điện lưới quốc gia sẽ làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống dân sinh, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.